Hi, xin chào cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tom đây. Hôm nay mình sẽ review Uno. Đây các bạn. Hai người. Uno mở rộng cộng Uno các bạn nhé các bạn. Đây nè. Là mình sẽ bóc cái siêu ra thôi. À không, cái bọc bên ngoài mới đúng. Đây chợ bên này. Ôi trời ơi. Nó có 3 tờ hướng dẫn như các bạn. Các bạn mua cái này về nó sẽ có 3 tờ hướng dẫn cho các bạn chơi. Em đóng cái hộp lại. Uno Storm. Mình hơi ho xíu nha các bạn. Này là Uno Expansion. Này là hướng dẫn bằng giấy mình giải đáp cho các bạn nhớ kỹ nha. Tương tự là skip nhưng khiến hai người chơi liền kề ngay sau bất lực cho vòng chơi hiện tại. Đây là bộ bài. Có nhiều lá lắm các bạn ơi. Đỏ. Giờ qua thành xanh. Vàng. Và xanh dương. Bên này là lá phép nha các bạn. Này lá phép nè. Ấp. Đổi màu thường. Cộng 4. Bình thường luôn. Lá bảo vệ. Wow. Đổi màu. Cộng không biết bao nhiêu. What the. Đây này các bạn, mình thích lá này các bạn. Đây là lá cộng 4 target nha các bạn. Có nghĩa là cộng 4 mục tiêu. Nên khi bạn khác bạn đặt lá này xuống, bạn được quyền chọn màu và cộng 4. Bạn được quyền chỉ định một người bất kỳ cộng 4 lá. Mình cực kỳ thích lắm. Trời đất quỷ thần ơi. Có cộng 8 nữa các bạn ơi. Cái gì đây? 6 5 mới có bàn tay. Và lá này có tác dụng là khi bạn đặt lá này xuống là tất cả người chơi đều phải đặt tay vô lá này trừ bạn. Phải đặt vô lá này, người nào chậm nhất người đó cộng mấy lá mình cũng quên. Cái lá lúc nãy mình đọc rồi các bạn. Lá cấm 2 là cấm 2 người tiếp theo.
Đây là lá Discord nha các bạn, có nghĩa là lá bỏ hết tất cả các lá bài cùng màu với màu này, cùng với màu này. Lá bài Tornado có nghĩa là lốc xoáy. Thế nên mình sẽ hướng dẫn lập chơi sau. 7 đối vòng. Cái lá này là lá số 7 bình thường. Nhưng mà nếu các bạn đang đi theo chiều, từ từ, chiều như thế này thì các bạn đặt lá này xuống thì nó sẽ đi ngược lại như thế này. Tương tự vậy nó cũng có chiều ngược lại. Tùm lum rồi. Là lá cẩm thường. Cẩm thường. Cẩm thường cộng 2. Chuyển được. Rồi. Video thế là thôi đấy, các bạn thích các bạn hãy cho like, một share, một đăng ký và nhớ nhấn chuông và nhớ nhấn vô cái chuông thông báo để nhận thông báo được sợ sợ lắm từ từ rồi và video tới đây thôi. Nếu các bạn thích các bạn hãy cho like, một share, một đăng ký và nhớ nhấn vô cái chuông thông báo để nhận thông báo từ video sớm nhất của mình. Bye bye các bạn. Trời ơi, đọc phải đọc lặng từng chữ ra luôn.